Hello mọi người, nay đang ở quận 7, cắm chân một con bơm đây cái nước rửa chén, phải có bơm Adeno biến tần 370W thay con Panasonic này. Vệ sinh luôn cái năng lượng mặt trời này, 20 ống, 19 ống, một ống cái là điện trở, thay dần cái CB này, CB của điện trở, kéo xài trực tiếp mà CB này nó vặn nó không kỹ cái chân á. Cái nó nổ cái CB luôn. Nó nổ cái chân CB trong này luôn rồi. Chú đưa đây con, mình sẽ thay CB chống giật của Panasonic. Đầu tiên sẽ là xử lý con bơm này trước. Đi lại cái đường ống cấp. Đây đang là dưới đáy bồn này. Cấp qua cho năng lượng mặt trời. Đó, cấp qua, bây giờ sẽ đi lại, đi thành ống PVR cho nó đỡ phải nóng queo như vậy ha. Và đi lại nhưng sẽ đi lên đường cấp này. Chứ không có đi qua đường cấp dưới đáy nữa. Nhưng cấp đáy giờ sẽ để xả đáy, không cấp như vậy được. Đúng không? Bơm 370W ha. Đủ xài rồi. Rồi chạy thấy có gì đâu. Xem cứ phải vầy nè. Tiền mua vật tư không là cũng chịu ba này. Để thay cái CD cho theo gắn đấy. Con ngủ được luôn. Nghe con kia quen rồi đúng không? Con 370W ha. Công suất của nó là 370 này. Nhiệt độ chịu được 90 độ C này, nhưng mà đây đang bơm cho nước lạnh. Maximum là 83 lít trên 1 phút ha. Dòng chảy của nó là 250 A. 370W tức là 0,5 HP đó. Đầu hút vào của nó là đây, đầu ra ở đây. Đây cái bình áp nhé. Đây bị mấy cái bình áp mà nhìn có bơm tăng áp nào mà nó chịu được nước nóng á. Thì cái chân của nó này. Chân của nó bằng thép nha, không gỉ. Chứ còn chân nó bằng nhựa là không xài được. Còn đây là cái đai bơm bù áp, cái bình áp. Thẳng tèo. Đúng. Giờ sẽ lên tháo bơm đây. Ngày xưa đó. Ngày xưa anh có gắn một cái trimmer hàng giờ cho con Panasonic này. Đây này. Cái tủ. Đây là cái dây điện này của Panasonic này đúng không? Hàng giờ này. Buổi tối á. Hàng là buổi tối là tới 22 giờ là nó phải tắt. Không cho chạy nó tối thì sự người ta ồn. Đó. Cái này của trimmer, cái này của điện trợ. Ok. Giờ không có xài nữa, giờ mình xài biến tần thì mình sẽ để cho nó on luôn. Không có auto với on hẳn lên luôn ha, chứ không có auto nữa. Này, cái này này, cái nút này mình sẽ cho xuống on luôn. Thế là mặc định nó chạy cả ngày luôn á, nó êm lắm, không ổn. Không đem có gì cả. Cái đồ đi. Cho nó nghỉ hưu. Quên thảo điện. Cái bơm này mình đã đưa lên kề rồi ha, mượn lại cái tấm cũ của Panasonic để kề cái bơm mới được cho nó vừa cái cặp kề. Đầu vào của nó sẽ là ở đây, đường hút này, đường hút từ bồn này đi vào. Đi xuống đây thì mình sẽ làm một cái T này sẽ cấp qua năng lượng mặt trời ha. Qua đây thì mình sẽ chuyển ra đỏ đóng PVR này để cấp vào năng lượng luôn. Để tránh trường hợp mà nước nóng á, hiện tại là cái xài một thời gian cái van một chiều nó bị hư á. Cái là nước nóng nó cứ chạy ngược về á, nó sẽ bị lan, nó làm queo cong mất mấy ống này nè. Người thấy không? Cong đây cũng vậy luôn nè. Và bây giờ cái này thì sẽ để nó xả đáy thôi, không có quan năng lượng đó. Quan năng lượng phải để ở đây. Ok, bơm thì ở đây đổ vào đổ ra. Tèo có gắn rắc co tèo, cái này là rắc co hả? Vâng. Tèo bị gắn rắc co rồi. Đầu ra thì luôn luôn gắn cái khóa nha. Để anh em biết chi không?
kiểm tra, mình sẽ kiểm tra bơm xem từ khi mà lắp xong á, kiểm tra xem từ vàn khóa này, nếu mà bơm á mà nó ngắt ok á thì là bơm bình thường ha, tại vì nhiều nhà nó hay bị thiết bị đó mà anh em không biết được á. Tèo mình sẽ đi thêm một cái đường ống ra tới trước á, đi tới phía trước điện tới cây rồi phía trước rồi ha, làm cho nên cứ làm thêm thôi, không có gì cả. Bơm này thì chạy êm cực kỳ mọi người ạ, êm mà bền, không có lỗi. Adenio hầu như mình lắp bây giờ không có lỗi lắm. Ví dụ lắp bây giờ phải mấy trăm con mà cái lỗi 1-2 con là bị lỗi cảm biến thôi. Cảm biến nó lỗi là do nước phèn quá, dơ quá thôi nó mới lỗi. Còn lại nước cái cục Sài Gòn đồ là xài bình thường này, không ảnh hưởng gì cả. Mình sẽ êm không ổn, phải tăng giảm công suất được. Tăng giảm với cái mức hạn chế là 370W đổ về thôi nha, không tăng vượt lên được. Tại vì công suất của nó là chỉ 370W thôi, tức là 0,5 HP đó. Rồi. Bơm sẽ đặt ở chỗ này. Sẽ đường ra của bơm này, mình sẽ gắn thêm một cái T. T này sẽ đi tới phía trước để cho anh tưới cây trước này. Nhà mình đang đi là đi ké nhà người ta nha, đi, đi theo nắp tường. Tới đây. Đó, để đi tưới rồi về xịt phía trước này, cây cối phía trước này. Gắn cái khóa thôi, mở ra là chạy thôi. Đơn giản đúng không? Đây, đang rửa ống. Rửa bằng cái đầu bếp này này. Đầu bếp này ha. Quay thử cho mình coi thôi. Mà nó ướt quá. Vô này. Đây đang xúc cái bình bôn, giống người tiên cái lấy ra không được, khỏi lấy. Mở đi là nó lên tự động rồi. Anh mở quá. Rồi ok, có điện này. Hiện tại thì đang chạy nhé. Mình sẽ để nó xuống khoảng 20 thôi. Nếu mà anh cảm thấy yếu thì anh sẽ tăng lên. Nó để 20 thôi, mức đang để 20. Nhờ đang thử nước nha, ví dụ khóa cái đường ra này. Khóa ra nó sẽ ngắt bơm này. Ok, nó ngắt là ngắt êm của nó. Nó ngắt, bây giờ mình sẽ mở ra tại vì dưới nhà đang nước thì sai. Rồi anh đi tát nước đi anh. Êm cực kỳ.